Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin được giới thiệu tới các bạn một dòng camera Wi-Fi không dây quay 360 độ được đến từ thương hiệu Ezevit Hivision. Thường thì các bạn có thể thấy thương hiệu Hivision nó sẽ xuất hiện ở những công ty hoặc là những trung tâm thương mại cũng như siêu thị lớn. Đôi khi các bạn cũng có thể thấy thương hiệu Hivision nó xuất hiện ở những ngôi nhà lớn hoặc là những chủ nhà gọi là chịu chi đấy các bạn. Bởi vì nó là một hệ thống camera an ninh được thành lập từ năm 2001, chuyên sản xuất về những dòng camera an ninh cũng như thiết bị theo dõi đặc biệt khác từ thương hiệu Hivision. Bởi vì vậy nên là giá thành của nó cũng khá là đắt đỏ đấy các bạn. Và để phù hợp với nhu cầu của hộ gia đình, hộ kinh doanh thì từ năm 2013 nó đã thành lập một công ty con là công ty Ezevit để chuyên sản xuất những dòng camera Wi-Fi không dây đáp ứng với nhu cầu đòi hỏi cao của khách hàng nhỏ lẻ là về chất lượng sản phẩm cũng như tính năng đặc biệt và giá thành thì hợp lý với những người tiêu dùng nhỏ lẻ. Bởi vì Ezevit là một công ty con của công ty Hivision, vậy nên nó được thừa hưởng rất nhiều những tính năng vô cùng đặc biệt cũng như chất lượng và giá thành thì không thể nào hợp lý hơn. Nó có thể cạnh tranh trực tiếp với những dòng camera giá rẻ trên thị trường hiện tại. Và một dòng camera có thương hiệu, có chất lượng và lại có rất nhiều tính năng đặc biệt. Vậy nên C6N nó là một dòng camera có thể gọi là bán chạy nhất thị trường hiện nay và được rất nhiều người ưa chuộng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu sơ qua một chút về cái dòng camera 360 độ C6N này cho các bạn xem nhé. Thì đầu tiên là vỏ hộp, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của chiếc camera bên ngoài của nó. Đây là một cái camera với ống kính 2MP, nó sẽ cho chất lượng hình ảnh Full HD, là chất lượng hình ảnh khá là tuyệt vời, nó sắc nét bây giờ đấy. Và về tính năng thì nó có thể nhìn đêm trong vòng 10m. Nó có thể nhìn rõ trong hoàn cảnh không hề có một chút ánh sáng nào các bạn. Tắt điện không có một chút ánh sáng nào nhưng nó vẫn có thể nhìn rất là rõ, chỉ là hình đen trắng thôi nhưng nhìn cực kỳ rõ và nét trong vòng bán kính 10m hoặc là hơn, xa hơn như thế nữa. Nó rõ nhất trong vòng 10m các bạn. Và nó có thể quay 360 độ, quay vòng tròn 360 độ và ngẩng lên ngẩng xuống. Và có chế độ ngủ thông minh. Vì nó là một cái camera trong nhà, vậy nên đôi khi các bạn sẽ không cần phải sử dụng đến nó. Các bạn muốn có những cái hành động hoặc là những cái việc riêng tư thì các bạn có thể tắt cái camera đi mà không cần rút điện. Các bạn có thể vào điện thoại để tắt nó đi được. Một cái nữa là sẽ có chuyển động thông minh. Cái này nó sẽ phát hiện chuyển động các bạn. Mỗi khi có chuyển động đi qua cái camera đấy thì cái này là camera 360 độ thì nó sẽ quay và nhìn theo chuyển động. Đó, rất là hay các bạn. Và tính năng ghi hình, mỗi khi có chuyển động như vậy thì nó sẽ ghi hình lại cái chuyển động đấy, ghi hình lại cái video đấy có chuyển động. Và một điều rất là đặc biệt của dòng camera Wi-Fi không dây này, nghĩa là nó sẽ có thể đàm thoại hai chiều. Các bạn có thể lấy điện thoại của mình mà nói chuyện với camera từ người ở nhà với người có điện thoại. Đó. Các bạn dù có thể là các bạn ở nước ngoài nhưng các bạn vẫn có thể quan sát ở nhà và nói chuyện hai chiều với người ở nhà như mình gọi điện thoại bình thường vậy. Và cái này là các bạn có thể sử dụng nó để cài đặt vào điện thoại và xem, hoặc là cài đặt vào máy tính, laptop. Các bạn có thể di chuyển khắp nơi mà vẫn có thể xem được cái camera ở nhà bình thường như mình đang ở nhà vậy. Và hỗ trợ Wi-Fi 2.4GHz. Wi-Fi này thì thường là Wi-Fi của gia đình sử dụng, vậy nên các bạn yên tâm là tất cả những Wi-Fi mà nhà bạn đang sử dụng thì đều có thể lắp đặt được chiếc camera này. Và tất cả những cái điện thoại đang có thể xem được video này thì các bạn đều có thể cài được ứng dụng Ezevit và sử dụng camera này bình thường. Và cái thẻ nhớ này nó sẽ hỗ trợ lên đến 256GB thì cao lắm các bạn. Nó có thể lưu trữ đến cả tháng ấy, nếu mà mình sử dụng hết công suất là 256GB. Còn bình thường nếu mà mình để chuyển động bình thường, nếu mình lưu theo chuyển động
chỉ có chuyển động thì nó mới ghi hình thôi nhé. Hoặc là các bạn có thể lưu 24/24 thì biết thẻ 256 nó ghi cả tháng nếu lưu 24/24. Còn nếu mà lưu theo chuyển động thì tùy theo những chuyển động của bạn. Nếu mà nhiều chuyển động thì nó sẽ tốn nhiều dung lượng hơn, ít chuyển động nó tốn ít dung lượng hơn. Nhưng mà đối với thẻ 256 ghi này thì chắc là nó phải lưu nửa tháng bình thường, nửa năm bình thường thì người ta chỉ dùng thẻ 32GB hoặc 64GB thôi, các bạn có thể tham khảo nó rẻ hơn. Ngoài lưu trữ trên thẻ nhớ thì nó có thể lưu trữ trên đám mây. Lưu trữ trên đám mây này thì các bạn sẽ phải đăng ký và nó sẽ tính tiền theo tháng. Thường thì không ai sẽ lưu trữ trên đám mây cả, mình chỉ lưu trữ thẻ nhớ là ok rồi, thẻ 32GB là quá tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra và xem bên trong nó có những gì. Đóng gói khá chặt vậy. Bình thường đến đây sẽ có một cái hộp. Hộp này sẽ có bộ phụ kiện của nó. Một cái ốc vít, ba cái ốc vít. Ba cái ốc vít này mình sẽ để bắn con ốc này. Mình bắn ra tường. Đó. Một cái sticker. Đơn giản một cái sticker như này thôi, nhưng mà không phải là hãng camera nào cũng có các bạn. Thường thì những hãng camera uy tín và chất lượng nó mới có cái sticker này thôi. Tuy nó rất là nhỏ bé và có thể nó rất là vớ vẩn, nhưng mà nó lại không phải camera nào cũng, hãng nào người ta cũng quan tâm và chăm sóc khách hàng kỹ như vậy. Đây để dán vào tường, để định dán vào tường xong bạn khoan luôn vào ba cái lỗ này, nó nhanh, không phải chấm vết hay lấy dấu gì cả. Và một cục adapter, adapter này dùng nguồn 5V. Gì đây? Nó còn một bộ dây sạc. Bộ dây sạc này dài khoảng 3 mét các bạn. Ở bên trong nó sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Quyển sách này sẽ có mã code. Quyển sách này thì nếu bạn mua thì bạn nên để lại quyển sách này, bởi vì cái mã code ở đáy camera qua sử dụng lâu năm nó có thể mờ đi, và các bạn sẽ dùng cái mã code này để mình check lại. Và cuối cùng là cái camera của mình, các bạn có thể nhìn thấy nó khá là nhỏ bé thôi, cũng không to lớn lắm đâu. Cao khoảng 15 phân, rộng khoảng 7-8 phân gì đấy. Đấy, các bạn có thể thấy nó có thể quay 360 độ này. Đó. Đó. Hướng lên hướng xuống. Ở đây các bạn có thể thấy đây là cái mic. Cái mic của nó để mình có thể đàm thoại hai chiều. Và một đèn tín hiệu. Đèn tín hiệu này nó sẽ có màu xanh. Khi nào mà camera hoạt động bình thường nó sẽ có màu xanh. Còn không bình thường thì nó sẽ có màu đỏ. Các bạn đến lúc đấy các bạn sẽ tự biết thôi. Và hai cái đèn hồng ngoại. Hai cái đèn hồng ngoại này bình thường nó sẽ không phát sáng đâu các bạn. Buổi tối nó để dùng cho buổi tối, nhưng buổi tối nó chỉ phát sáng một ánh sáng màu đỏ thôi. Hầu như là các bạn sẽ không để ý đến cái đèn này. Nhưng mà cái đèn này đối với cái mắt camera thì nó cực kỳ có tác dụng các bạn. Nó sẽ soi hình ảnh rõ nét, rất là rõ nét trong vòng ban đêm. Lúc nữa mình sẽ test cho các bạn xem. Các bạn có thể nhìn qua bên trước và đằng sau. Đằng sau này nó sẽ có cái loa để nói chuyện hai chiều và phát ra cảnh báo báo động. Và một cái cổng LAN. Cổng LAN này nếu các bạn lắp xa khu vực có wifi quá, xa khoảng 30-40 mét với cái cục wifi phát của bạn, thì bạn có thể nối dây LAN đến để cấp trực tiếp tín hiệu vào đây cho nó nhanh. Và đây là một cổng nguồn, cổng nguồn để cắm nguồn đấy, các bạn có thể thấy. Và cái camera này thì mình sẽ bắt nó đứng như thế này, hoặc là nó nằm như thế này, chứ còn nó không thể bắt ngang gì đâu các bạn nhé. Nếu các bạn muốn bắt ngang thì nó sẽ có một phụ kiện nối ra đây để treo ra đây như thế này. Đó, nó sẽ có một cái phụ kiện, một cái gậy tương tự như này. Đó, để nối, chứ mình không thể bắt ngang cái này vào tường được. Đó, không thể bắt ngang cái này được. Mình chỉ có thể bắt dọc hoặc bắt đứng. Ok, rồi mình đã giới thiệu qua hình dáng bên ngoài cho nó, và bây giờ mình sẽ test bên trong cho nó cho các bạn xem nó như thế nào, nó có tính năng như thế nào mà nó lại có thể
bán rất chạy và được rất nhiều người ưa chuộng đến như vậy. Ok. Và hiện tại mình đã cài xong ứng dụng EZVID để mình có thể xem cái camera của mình trên ứng dụng EZVID trên điện thoại của mình. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái camera cho các bạn xem. Vì cái phần mềm EZVID này và cài đặt camera nó rất là đơn giản các bạn, nó chỉ mất 5 phút thôi. Và mình đã có một video clip riêng hướng dẫn cài đặt chi tiết, đảm bảo là ai cũng có thể cài đặt được. Bất cứ ai cũng có thể cài đặt và sử dụng cái camera này được. Vậy nên mình sẽ không giới thiệu cách cài đặt ở cái clip này nữa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái C6N. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy mình đang quay từ chiếc camera C6N đây. C6N đây các bạn. Và ở trong phần đây, ở đây nó có sẽ phần cài đặt này. Cài đặt này, phần chia sẻ này. Mình sẽ ấn vào cài đặt để xem nó có những gì nhé. Phần cài đặt ngay đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh chiếc camera C6N này. Và ở dưới là phần âm thanh. Phần âm thanh này các bạn có thể tắt đi thì cái camera nó sẽ không lưu lại âm thanh ở trên video các bạn nữa. Và bây giờ mình thường thì mình vẫn bật để mình có những video mà có cả tiếng ghi âm lại đàng hoàng. Đèn trạng thái này chính là cái đèn màu xanh nhấp nháy ở trên cái camera của bạn. Các bạn có thể tắt cái đèn đi cũng được. Ánh sáng hồng ngoại này thì mình sẽ bật lên, bởi vì buổi tối nó sẽ dùng cái ánh sáng hồng ngoại này để chiếu và soi tất cả những xung quanh để camera có thể nhìn lại. Ánh sáng hồng ngoại thì thường nó sẽ không có màu sắc hình ảnh như đâu. Vậy nên là các bạn có thể yên tâm là nó sẽ không bị gây chói mắt hay lóa mắt. Phần thông báo báo động. Ở phần thông báo báo động này mình có thể bật nó lên, và ở trong cái phần thông báo báo động nó sẽ có rất nhiều cài đặt cho các bạn tùy chỉnh và cài đặt. Mình có thể chọn khu vực báo động. Ví dụ các bạn có một cái két sắt để ở khu vực này chẳng hạn, thì mình sẽ tô điểm cái khu vực đấy vào. Và mỗi lần có một cử động hay chuyển động của người hoặc là vật gì đó chuyển động vào khu vực đã được báo động thì nó sẽ gửi một tin nhắn và gửi một video về số điện thoại, trực tiếp về điện thoại của bạn, để các bạn có thể theo dõi và nắm bắt chi tiết. Ở đây mình sẽ không cài. Độ nhạy phát hiện chuyển động. Bình thường thì các bạn có thể độ nhạy phát hiện chuyển động ở mức trung bình thôi, không cần phải nhạy quá, vì nó bình thường nó đã rất là nhạy rồi. Chế độ mềm này các bạn có thể chọn tăng âm lượng, cảnh báo bằng giọng nói hoặc tắt âm thanh đều được. Và ở dưới nữa mình có thể thấy là múi giờ và ngày. Mình có thể cài đặt múi giờ Hà Nội, Jakarta để nó trực tiếp lưu những giờ giấc chính xác của Việt Nam mình vào, mà mình không cần cài đặt ngày giờ nó mất thời gian. Lưu trữ, trạng thái lưu trữ, phiên bản thiết bị, hóa mã hóa hình ảnh, lật hình ảnh. Phần lật hình ảnh này thì mình có thể khi nào mình treo ngược cái camera lên thì mình sẽ ấn vào phần lật hình ảnh này để cái hình ảnh nó có thể xuôi chiều, mình xem video nó đỡ bị ngược đầu các bạn. Đấy là phần lật hình ảnh rất là hay các bạn. Chế độ ngủ, vì nó là một cái camera trong nhà vậy nên là nó chắc chắn là nó phải có chế độ ngủ rồi. Mình có thể tắt camera khi cần thiết, khi mà mình có những việc riêng tư mình có thể tắt nó đi. Hướng dẫn sử dụng, giới thiệu về camera. Ok, đây là một số thông tin về phần cài đặt. Còn ở bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy đấy, các bạn có thể nghe thấy cái camera nó đã thu và phát lại trên điện thoại của mình, nó bắt rất là nhạy các bạn. Ở trên màn hình các bạn có thể thấy này, phần loa này, phần dấu chấm này là mình sẽ dừng video lại không quay nữa. Phần loa này mình có thể tắt nó đi này. Phần chia hình ảnh, mình có thể cùng một lúc xem được 4 camera liền lúc các bạn nhé. Độ phân giải, vì cái này là Full HD vậy nên nó sẽ có chế độ là độ nét cực cao. Các bạn cứ để độ nét cực cao để xem hình ảnh nó chất lượng. Mà mình cũng có thể nằm ngang nó ra. Đó, các bạn có thể thấy. Và ở dưới, vì đây các bạn có thể nhìn thấy nút mũi tên này, nó là camera 360 độ. Vậy nên các bạn có thể tùy chỉnh góc quay ở bất cứ đâu. Các bạn có thể ở nước ngoài, các bạn cũng có thể xem camera này và điều chỉnh cái camera này bình thường. Các bạn có thể nhìn thấy mình điều khiển. Và đây điều khiển lên xuống. Đó.
ảnh 360 độ, nó có thể ngay lập tức chụp một cái ảnh 360 độ cho các bạn và theo dõi chuyển động. Mình đang bật chế độ theo dõi chuyển động, và bất cứ khi nào mà có một chuyển động bước qua cái camera, nó sẽ ngay lập tức theo dõi và ghi hình lại cái chuyển động đấy cho các bạn xem. Đó, nó sẽ phát hiện chuyển động và nó sẽ đi theo mình các bạn ạ. Đấy, mình đi đâu là nó sẽ đi theo đấy. Đảm bảo là không thể nào mà bỏ sót được cái cử động của người nào đó. Đấy, các bạn có thể thấy nó rất là hay ở cái điểm đấy các bạn. Và đàm thoại hai chiều. Camera này mình có thể ấn vào đây và đàm thoại hai chiều trực tiếp từ điện thoại tới camera ở người ở nhà, và người ở nhà nói chuyện với mình qua cái camera. Như kiểu là mình gọi điện thoại các bạn và chụp màn hình, các bạn có thể ngay lập tức chụp màn hình lưu lại và ghi hình. Cái phần ghi hình này các bạn có thể ghi một video trực tiếp hoặc là chuyển về để lưu những video ghi hình ở những video lịch sử. Các bạn có thể chia sẻ lên Facebook, Zalo, hoàn toàn đơn giản. Và bây giờ để test hồng ngoại cho các bạn xem thì mình sẽ tắt hết bóng điện đi và các bạn có thể xem trực tiếp hình ảnh của nó rõ nét đến mức độ nào khi hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào. Và đợi mình đi tắt cái hình ảnh, tắt bóng điện. Đấy, các bạn có thể thấy rằng cái camera này ngay cả khi mình tắt bóng điện đi hoàn toàn thì nó vẫn rất là sáng và rõ nét, mình đều có thể nhìn thấy được, và nó cũng vẫn theo dõi khi mà phát hiện chuyển động các bạn ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó rất là nét, rất là sáng các bạn. Đây là khu vực hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào các bạn nhé. Hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào cả, như các bạn có thể thấy. Và cái mắt camera của mình để các bạn có thể thấy cái ánh sáng hồng ngoại của nó rất là nhỏ. So với điện thoại này nhìn có vẻ sáng thôi, nhưng thực tế của nó mắt mình nhìn thấy thì nó rất là khó nhìn thấy luôn. Và đây là ảnh của nó. Ok, và như vậy là mình đã test xong cái camera 360 độ C6N này cho các bạn xem. Và nếu có bất kỳ thắc mắc hay là có điều gì không hiểu, các bạn có thể comment dưới video này, mình sẽ giải thích chắc chắn để cho các bạn có thể hiểu được thì thôi, các bạn có thể yên tâm sử dụng được cái camera C6N này. Xin cảm ơn các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.